Vũ khí tới Ukraine. Những quốc gia nào đã gửi những gì? Không quân Hoa Kỳ đang chuẩn bị đạn dược, vũ khí và các thiết bị khác cho Ukraine, cùng với nhiều quốc gia khác cũng đã gửi vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2, 2022. Bất chấp những lời hứa về việc viện trợ vũ khí, Kiev cho biết họ vẫn bị quân đội Nga lấn át và đang cầu xin thêm vũ khí hạng nặng hôm Chủ nhật 5 tháng 6 2022. Ukraine cho biết là cuộc chiến của họ với Nga đã bước vào một giai đoạn kéo dài và Ukraine cần sự hỗ trợ quân sự liên tục, chứ không chỉ diễn ra một lần. Dưới đây là tổng hợp những vũ khí mà Ukraine đã nhận được từ một số quốc gia. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý rằng đây không phải là một danh sách đầy đủ, vì một số quốc gia giữ bí mật việc hỗ trợ cho Kiev. Về phía Hoa Kỳ, vào tháng 5 2022, Hoa Kỳ đồng ý với các yêu cầu của Kiev về việc gửi hệ thống bắn hỏa tiễn phản lực hàng loạt, giúp các lực lượng Ukraine tấn công sâu hơn vào phía sau phòng tuyến của Nga, trong khi né được tầm bắn của pháo binh Nga. Đây là một phần của những vũ khí trị giá 700 triệu Mỹ Kim trích từ quỹ 40 tỷ Mỹ Kim mà Quốc hội đã phê duyệt để hỗ trợ Ukraine vào tháng 5 2022 chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã gửi 4.5 tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Các vũ khí được cam kết gửi đi bao gồm 72 đại bác lòng ngắn 155mm, 72 xe kéo đại bác, 144.000 viên đạn và hơn 120 máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost do không quân Hoa Kỳ phát triển đặc biệt để giải quyết nhu cầu của Ukraine. Hoa Kỳ cũng cam kết trang bị trực thăng, xe thiết giáp, 1.400 hệ thống phòng không Stinger, 5.000 hỏa tiễn chống xe tăng Javelin, vài ngàn khẩu súng trường, cùng đạn dược và hàng loạt thiết bị khác. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay không người lái chiến đấu Parata TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới kể từ khi xung đột bắt đầu. Một video ghi lại cảnh lực lượng Ukraine sử dụng máy bay này để tiêu diệt các đoàn thiết giáp và pháo binh của Nga đã được lan truyền rộng rãi. Ukraine cũng cho biết là họ đã sử dụng TB2 để đánh lạc hướng khả năng phòng thủ của Mosfor, tàu chiến Nga, trước khi tấn công nó bằng hỏa tiễn vào giữa tháng 4 năm 2022, khiến nó bị chìm. Trước ngày 24 tháng 2, 2022, thì Ukraine có khoảng 20 TB2. Vào tháng 4 năm 2022, Kiev cho biết là họ đã nhận được nhiều hơn, nhưng không cho biết là bao nhiêu. Về phía Anh quốc, vào ngày 20 tháng 5, 2022, thì Anh quốc đã cam kết hỗ trợ 566 triệu Mỹ Kim cho quân đội Ukraine. Chính phủ Anh quốc cho biết Khoản viện trợ bao gồm 120 thiết giáp, 5.800 hỏa tiễn chống xe tăng, 5 hệ thống phòng không, 1.000 rocket và 4.5 tấn thuốc nổ. Thủ tướng Boris Johnson cũng hứa hẹn sẽ hỗ trợ Ukraine trang bị chiến tranh điện tử, hệ thống radar phản lực, thiết bị gây nhiễu GPS và hàng ngàn thiết bị nhìn ban đêm. Quân đội Anh quốc cho biết là họ đã huấn luyện hơn 22.000 binh sĩ Ukraine. Về phía Canada, Canada đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 208 triệu Mỹ Kim kể từ tháng 2, 2022. Vào cuối tháng 5, 2022, thì chính phủ liên bang Canada cho biết là họ đã gửi 20.000 đạn pháo đi cùng với đại bác lòng ngắn M-77 mà Canada đã chuyển giao để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Ottawa cũng đã gửi máy bay không người lái, súng trường, đạn dược, hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao, bệ phóng hỏa tiễn, hàng ngàn quả lựu đạn và hai máy bay không vận chiến thuật. Về phía Đức, tháng 5 2022, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết là họ sẽ gửi cho Ukraine một hệ thống phòng không có khả năng bảo vệ một thành phố lớn khỏi các cuộc không kích của Nga. Ngoài ra thì Đức cũng sẽ khai triển một hệ thống radar theo dõi, có khả năng phát hiện hỏa lực pháo binh của đối phương. Vào cuối tháng 4 2022, Berlin đã phá vỡ chính sách chỉ gửi vũ khí phòng thủ và đồng ý cung cấp xe tăng và đại bác lòng ngắn tự hành cho Ukraine. Đức đã và đang đàm phán với các nước ở Đông và Nam Âu về việc gửi một số thiết bị từ thời Liên Xô đến Ukraine để đổi lấy các mẫu mới hơn của Đức. Về phía Tây Ban Nha thì vào tháng 4 2022, Tây Ban Nha đã vận chuyển 200 tấn thiết bị quân sự tới Ukraine, bao gồm 30 xe tải, một số xe vận tải hạng nặng và 10 xe nhỏ chở vật liệu quân sự. Về phía Pháp thì vào giữa tháng 4 2022, chính phủ Pháp cho biết đã chuyển giao hơn 107 triệu Mỹ Kim thiết bị quân sự cho Ukraine. Một tuần sau thì Tổng thống Emmanuel Macron Cam kết sẽ gửi thêm viện trợ bao gồm hỏa tiễn chống xe tăng Molon và đại bác lòng ngắn tự hành Caesar. Một cuộc điều trần tại thượng viện vào đầu tháng 6 năm 2022 xác nhận Pháp đã gửi 6 khẩu đại bác lòng ngắn và tiết lộ là họ đã chuyển gia hỏa tiễn phòng không Mistral cho Ukraine. Các nước Bắc Âu, Phần Lan cũng như Thụy Sĩ đã nộp đơn xin gia nhập NATO kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Tháng 2, 2022, họ đã tuyên bố sẽ gửi cho Kiev 2.500 khẩu súng trường tấn công, 150 viên đạn và 1.500 bệ phóng chống xe tăng sử dụng một lần. Một tháng sau khi chiến tranh bắt đầu thì Helsinki cho biết là họ sẽ gửi thêm vũ khí mà không nêu rõ là loại nào hay số lượng. Na Uy đã gửi 100 hỏa tiễn phòng không Mistro do Pháp sản xuất cho Ukraine cũng như 4.000 vũ khí chống xe tăng M-72. Cuối tháng 2 2022 thì Thụy Sĩ thông báo là sẽ gửi 10.000 bệ phóng chống xe tăng sử dụng một lần cùng với thiết bị ra phá bom mình đến Ukraine. Ba ngày sau khi xung đột bắt đầu thì Đan Mạch cho biết là họ sẽ gửi 2.700 bệ phóng chống xe tăng. Trong một chuyến đi thăm Kiev, lần vừa qua của Thủ tướng Đan Mạch Matt đã công bố gửi thêm hỗ trợ vũ khí trị giá 88 triệu Mỹ Kim. Washington cho biết là Đan Mạch có kế hoạch gửi một hệ thống hỏa tiễn chống hạm Harpoon có thể nhắm mục tiêu các tàu ở xa bờ tới 300 km. Các nước láng giềng của Ukraine Ba Lan cho biết là họ đã gửi số vũ khí trị giá 1.6 tỷ Mỹ Kim bao gồm một số lượng xe tăng không xác định. Truyền thông Ba Lan và Hoa Kỳ trước đó đưa tin Warsaw đã cung cấp hơn 200 xe tăng. Điều này đã khiến cho Ba Lan trở thành một nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai của Ukraine sau Hoa Kỳ. Warsaw cho biết là họ cũng đã chuyển hỏa tiễn chống xe tăng, súng cối, đạn dược và máy bay không người lái. Cho đến nay thì Slovakia đã đóng góp vật liệu quân sự trị giá 164 triệu Mỹ Kim và đạt được thỏa thuận với Ukraine về việc bán ít nhất 8 đại bác làm ngắn. Về các quốc gia ở vùng Baltic, Latvia đã gửi vật liệu quân sự trị giá 214 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, bao gồm đạn dược, hỏa tiễn phòng không Stinger và bệ phóng và máy bay không người lái. Một tuần trước thì hàng trăm người Lithuania đã đóng góp vào một cuộc gây quỹ để mua máy bay không người lái chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ cho Ukraine nhằm thể hiện tình đoàn kết với một quốc gia trước đây nằm dưới sự cai trị của Moscow. Estonia đã viện trợ quân sự 244 triệu Mỹ Kim, bao gồm hỏa tiễn chống xe tăng Javelin, đại bác chống xe tăng, mình chống xe tăng và súng chống xe tăng cùng súng ngắn với đạn dược. Về phía Trung và Đông Âu, cuối tháng 2 2022, Slovenia thông báo đã gửi súng trường tấn công Kalashnikov và đạn dược. Slovenia cũng đang thảo luận với Đức về việc gửi cho Ukraine một số lượng xe tăng thời Liên Xô để đổi lấy xe tăng và tàu chở quân của Đức. Tuy nhiên, vẫn chưa có thỏa thuận nào được công bố. Bulgaria chưa chính thức cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine vì vấp phải sự phản đối của phe thân Nga. Cộng hòa Sách đã gửi viện trợ quân sự trị giá 152 triệu Mỹ kim và cho biết là họ đang lên kế hoạch tiếp tục cung cấp hỗ trợ khác trị giá lên đến 30 triệu Mỹ kim. Theo Quốc phòng Hoa Kỳ thì chính phủ Sặc đã gửi trực thăng chiến đấu và hệ thống hỏa tiễn cho Kiev. Praha cho biết là các công ty của Czech cũng sẽ sửa chữa các xe tăng của Ukraine. Về phía Bỉ, Hà Lan, Hy Lạp và Ý Bỉ cho biết đã gửi 5.000 khẩu súng trường tự động và vũ khí chống xe tăng tới Ukraine. Vào cuối tháng 2 2022, thì Hà Lan đã hứa sẽ cung cấp 200 hỏa tiễn Stinger cho Ukraine. Và vào tháng 4 2022, thì quốc gia này cho biết là sẽ gửi thêm Đại bác nằm ngắn với số lượng hạn chế. Theo một thỏa thuận được Thủ tướng Đức Scholz công bố ngày 3 tháng 5 2022, Hy Lạp sẽ gửi cho Ukraine một số xe tăng thời Liên Xô để đổi lấy phương tiện hiện đại hơn từ Berlin. Athens cũng đã gửi 400 khẩu súng trường tấn công Kalashnikov, bệ phóng hỏa tiễn và đạn dược. Về phần ý đang giữ bí mật về việc giao vũ khí cho Ukraine.